Tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden nhân dịp Tổng thống Hoa Kỳ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được chào đón Tổng thống Joe Biden, là vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên tới thăm Nhà Quốc hội Việt Nam. Chúc mừng cuộc hội đàm rất thành công giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chiều ngày 10 tháng 9, hoàn ngành hai nước xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước cả trên kênh đảng, quốc hội, chính phủ và giao lưu nhân dân. Tổng thống Joe Biden cho biết trong 36 năm hoạt động nghị viện, ông luôn ủng hộ tăng cường quan hệ Hoa Kỳ với Việt Nam, luôn góp sức bình thường hóa quan hệ giữa hai nước ngay từ ngày đầu thiết lập quan hệ. Hai nhà lãnh đạo cùng chia sẻ quốc hội hai bên đã và đang đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình hàn gắn, xây dựng, củng cố lòng tin, tăng cường hợp tác và nâng tầm quan hệ hai quốc gia. Hai nhà lãnh đạo cũng nhắc tới những nghị sĩ tiêu biểu của hai quốc gia đã có đóng góp rất quan trọng cho kết quả quan hệ hai nước ngày nay như cố thượng nghị sĩ John McCain, thượng nghị sĩ Patrick Leahy, đặc phái viên John Kerry. Về phía Quốc hội Việt Nam có nhiều thế hệ lãnh đạo tiêu biểu như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân luôn ủng hộ quan hệ sâu rộng, thực chất cùng có lợi với Hoa Kỳ, từng bước đưa quan hệ hai nước lên những tầm cao mới. Tổng thống Hoa Kỳ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã lãnh đạo thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc hội dựa trên lòng tin và hợp tác. Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ nhiều giá trị chung giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Trong đó có những quyền thiêng liêng được ghi trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viện dẫn trong phần mở đầu của bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Về những kết quả rất tốt đẹp mà tổng thống Joe Biden đã đạt được sau cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội sẽ cùng chính phủ triển khai kế hoạch hành động để thực hiện tuyên bố chung, đề nghị Hoa Kỳ sớm hoàn tất các thủ tục công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, tiếp tục dành nguồn lực cho hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Tổng thống Hoa Kỳ và các nghị sĩ nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội và sẽ nỗ lực thúc đẩy nội bộ Hoa Kỳ đồng thuận ủng hộ quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ, sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng mong muốn Tổng thống Joe Biden tiếp tục thúc đẩy lưỡng đảng và lưỡng viện của Hoa Kỳ đồng thuận ủng hộ quan hệ ổn định, lâu bền và cùng có lợi với Việt Nam và Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tưởng nhớ tới các nạn nhân sự kiện vụ tấn công khủng bố vào Trung tâm Thương mại Thế giới tại thành phố New York và chia sẻ sâu sắc với chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Tại buổi tiếp, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lãnh đạo Hội cựu chiến binh và Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ trao tặng các kỷ vật chiến tranh giữa hai bên, hành động có tính biểu tượng và nhân văn sâu sắc. Hai bên cùng nhất trí nỗ lực hàn gắn hậu quả chiến tranh và thảo luận về tầm quan trọng tiếp tục công việc này. Nhân dịp này, Tổng thống Joe Biden bày tỏ chào mừng và mong muốn sớm được gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại thủ đô Washington DC.